Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 12 năm 2012. Chỉ còn nửa tháng nữa chúng ta tiếp nhận và ăn mừng Tết Quý Tỵ 2013. Nhân lễ quy y làm Phật tử, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài bước đầu học Phật. Để học Phật được tốt, ta cần phải nắm rõ những gì là Đức Phật dạy và những gì là phong tục tập quán mà phần lớn là mê tín dị đoan đang được phổ biến trong một số ngôi chùa. Việc xác định rõ được sự khác biệt giữa lời Phật dạy nguyên chất và những thứ chúng ta bắt gặp được do ảnh hưởng và chi phối của phong tục tập quán sẽ giúp cho chúng ta tu tập một cách có kết quả. Ngay sau đây chúng ta hãy tuần tự chiêm nghiệm và ứng dụng những điều không nên làm và những điều nên làm. Vấn đề 1: những điều không nên tin. Tôn giáo có các hoạt động tín ngưỡng. Niềm tin là trục xoay chính của các tôn giáo hữu thần. Thực ra đạo Phật chưa từng là một tôn giáo. Nếu mượn khái niệm tôn giáo để mô tả về đạo Phật, chúng ta cần phải nói cho đủ: đạo Phật là tôn giáo vô thần. Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, cho rằng đó Thượng Đế chưa từng có thật. Các vị thần linh mà lịch sử nhân loại tôn thờ trải qua nhiều nghìn năm cũng chưa từng có thật. Cho nên người tu học Phật thì không nên tin Thượng Đế là đấng sáng tạo, đấng tạo vật, đấng chúa tể, đấng tạo dựng sự sống. Sự sống theo đạo Phật là một tương quan đa chiều. Theo công thức, cái này có mặt, tạo điều kiện cho cái khác có mặt. Cái này phát sinh, tạo điều kiện kéo theo sự phát sinh của cái khác. Cái này không có mặt, tạo ra sự có mặt của cái khác. Cái này kết thúc, dẫn đến sự kết thúc của cái khác. Quy luật tương tác thuận và nghịch đó đã chi phối sự sống của mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời. Do đó, người tu học Phật không nên tin nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ, dầu đó là duy thần, duy vật hay duy tâm. Chủ nghĩa duy thần thì cho rằng nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là Thượng Đế. Chủ nghĩa duy vật cho rằng vạn vật và ý thức của con người đó được tạo ra từ vật chất. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng đó
mọi sự vật hiện tượng có mặt là do tâm, tâm có trước và mọi thứ kéo theo sau. Còn đạo Phật chủ trương duyên khởi, tức là cái tính tương thuộc, tương tác đa chiều và phức tạp của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, động vật, thảo mộc và các quy luật vũ trụ. Hai nhỏ không tin vào thuyết tận thế. Phần lớn các tôn giáo nhất thần đều cho rằng Chúa đã tạo ra vũ trụ, nên Chúa cũng là người tiêu diệt vũ trụ. Đối với Bà La Môn giáo Tạng độ thì Chúa có ba phương diện: Brahma tức Phạm Thiên, người khai sanh ra muôn vật; Vishnu là đấng duy trì bảo hộ sự sống của muôn loài; Shiva là đấng hủy diệt, kẻ tiêu diệt mọi sự sống, trong đó có con người, vào ngày tận thế. Dầu là hai phương diện hay ba phương diện, thượng đế của tôn giáo vừa là cha mẹ, vừa là người bảo hộ và cũng là người, vừa là người giết tất cả các con đẻ của mình. Thực ra thì theo Đức Phật đó, thì sự kiện đó chưa từng có mặt. Cho nên ngày tận thế theo các tôn giáo nói là không có thật. Trước đây người ta đồn đãi năm 2000 là tận thế, 12 năm hơn đã trôi qua, sự sống của con người vẫn tiếp tục diễn ra. Gần đây nhất, dựa vào lịch cổ Maya, người ta cho rằng ngày 21 tháng 12 2012 là ngày tận thế. Thực ra đó là ngày kết thúc chu kỳ lịch 5.125 năm của dân tộc Maya. Kết thúc chu kỳ lịch là mở đầu cho một chu kỳ lịch mới tương tự. Điều này cũng giống như kết thúc 12 giờ đêm ta có một ngày mới, kết thúc ngày 31 ta có một tháng mới, kết thúc ngày 365 ta có một năm mới. Và cứ như thế, thời gian vận hành trôi chảy không bao giờ dừng. Theo Đức Phật đó thì vũ trụ được hình thành qua bốn giai đoạn: thành tức hình thành, trụ tức tồn tại và phát triển, hoại tức thay đổi, diệt tức là bị vỡ tung trở thành các mẫu thiên thạch. Ba giai đoạn thành, trụ và hoại tồn tại bằng thời gian nhau. Theo khoa học hiện đại, chúng ta đang sống ở 4,46 tỷ năm. Phối hợp với Phật học đó, thì địa cầu mà chúng ta đang sống đó, còn có tuổi thọ trung bình là 8 cho đến 10 tỷ năm. Đó là một khoảng thời gian rất lâu xa mà mỗi con người và các loài động vật phải tái sanh, sống và chết hàng triệu lần. Trái đất này vẫn còn y nguyên thôi, ngoại trừ 10 nước sở hữu vũ khí hạt nhân, người lãnh đạo do hận thù, si mê và tham lam ra lệnh bấm nút hàng loạt các bom nguyên tử hạt nhân số lượng vài chục ngàn quả trên địa cầu, sẽ làm cho quả địa cầu chúng ta trở thành tro bụi trong vòng vài phút. Nếu việc đó không xảy ra thì hành tinh này sẽ có tuổi thọ trung bình là 8 tỷ năm. Dân gian thường đồn đãi hội Long Hoa sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn. Lấy khái niệm hội Long Hoa từ đạo Phật, người ta đã truyền bá mê tín dị đoan nhân danh đạo Phật, làm cho giới trí thức hiểu sai lầm đạo Phật, đang ghi đạo Phật truyền dạy khoa học
và giúp cho con người thoát khỏi các nỗi sợ hãi do thiếu tri thức. Do đó không nên tin ngày tận thế diễn ra như là đồn đãi trong dân gian, để chúng ta có thể sống điềm tĩnh, có trách nhiệm với chính thân bản thân mình, người thân thương, làm các nghĩa vụ gia đình, xã hội để góp phần phát triển hạnh phúc của mình và của người. Ba nhỏ, không nên tin sau khi chết con người hoàn toàn biến mất. Một số tôn giáo thì chủ trương rằng đó, chỉ có hai cảnh giới sau cái chết. Nếu là con chiên trong đàn, tức là các tín hữu tin và thờ phượng Thượng Đế, sau khi chết sẽ được sanh về thiên đàng hưởng nhan Đức Chúa đời đời. Còn ai không tin vào Chúa là các con chiên ngoài đàn, sau khi chết sẽ bị trừng trị đời đời kiếp kiếp ở quả ngục. Và phần lớn các tôn giáo nhất thần thì cho rằng sau khi tận thế thì có một ngày phán xét. Lúc ấy Chúa sẽ triệu tập tất cả các linh hồn trong chiều dài mấy nghìn năm lịch sử của con người, phán quyết ai tội ai phước, sau đó mới chia làm hai nhóm, nhóm thiên đàng, nhóm quả ngục. Nếu chúng ta đặt một câu hỏi cắt cớ, vậy trong thời gian từ lúc con người chết cách đây mấy nghìn năm cho đến ngày tận thế tạo ra sự phán xét, thì con người dưới hình thức là các ma quỷ đó tồn tại ở chỗ nào ra sao? Kinh Thánh, Cụ Ước, Tân Ước của Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo và các Kinh Thánh Nho giáo cũng như Ấn Độ giáo không có câu trả lời. Triết học Phật giáo khẳng định rằng nhất thiết pháp bất sinh bất diệt, nghĩa đen là mọi sự vật hiện tượng không sinh ra từ tự thân của chính nó và cũng không mất đi một cách vĩnh viễn. Nó sinh ra bằng sự tác động trong mối quan hệ đa chiều với những cái khác. Không có cái vật gì bao gồm con người có thể tồn tại một mình duy nhất trong vũ trụ này, vì nó là một sự tương tác. Cho nên sau khi kết thúc sự sống, con người lại tiếp tục tái sinh như là một phản ứng của nghiệp bao gồm tư duy, hành động và lời nói đã gieo tạo. Do đó chết theo Phật giáo không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Ngay sau khi con người chết vài ba phút, Đức Phật khẳng định rằng nghiệp sẽ lôi kéo chúng ta trong tiến trình tái sinh, trở thành một cái phôi trong bào thai của người mẹ. Nếu phước ở mức độ trung bình, có thể tái sinh vào trong bào thai của giống cái ở một loài vật nào đó nếu tội chúng ta quá nhiều và lối sống thú tính quá cao. Không có ai làm vai trò trung gian để phân định những thứ vừa nêu. Tất cả diễn ra một cách rất khoa học và rất chuẩn xác, không bị lũng đoạn. Nhờ tin vào kiếp sau là có thật, chúng ta sống đạo đức ở kiếp này, chịu trách nhiệm trực tiếp các hành vi của mình trước luật pháp và lương tâm. Bốn, không nên tin vào số phận an bài. Theo Phật dạy đó, số phận chỉ là một ngộ nhận đáng tiếc thôi. Số phận không do Thượng Đế quy định. Số phận không lệ thuộc vào quá khứ 100%. Số phận không có thật. Mà thực ra đó, cuộc sống này nó là một dòng trôi chảy. Nhân, duyên và tác động của hiện tại đóng vai trò 80%
quyết định hạnh phúc hay là khổ đau của một kiếp người. Do vì thiếu nghiên cứu, ta có cảm giác rằng là sự sống của mình á, phong trần hay hạnh phúc á, đều do Thượng Đế sắp xếp hết. Các thần linh trưởng quản, các chức nghiệp ngành nghề chi phối hết. Nghiệp theo Đức Phật đó là một hành động. Hành động sau khi được gieo trồng nó không kết thúc nếu không có các hành động đối lập có năng lực tương đương hoặc lớn hơn tác động. Như vậy đó, về nhân quả đó, thì các hành động sẽ có thể diễn ra theo công thức bù trừ. Cái mạnh lấn át cái yếu, và cái còn lại sẽ trở thành là kết quả. Cho nên khi lỡ làm một việc gì đó xấu về luật pháp, sai về dân sự, Đạo Phật không khích lệ chúng ta mặc cảm tội lỗi, vì như thế nó chỉ làm cho mình chìm vào trong nỗi khổ niềm đau, dây dứt ân hận, hành hạ cảm xúc bản thân mình. Đang khi nghiệp xấu thì vẫn còn y nguyên. Đức Phật dạy chuyển nghiệp bằng cách gieo các hành động thiện đối lập với các hành vi xấu trong quá khứ. Ngài đưa ra một ví dụ, bỏ một hạt muối vào trong một ly nước nhỏ khoảng 200 ml như thế này, thì vị của nước trong ly sẽ mặn. Nhưng nếu ta bỏ một muỗng muối vào trong một hồ nước như ở tại chùa Giác Ngộ này, thì vị của nó không đáng kể vì đã bị hòa tan vào một cái lượng nước quá lớn, và lượng nước lớn đó đã chi phối và vô hiệu hóa cái vị mặn của các viên và hạt muối. Do đó nỗ lực thay đổi chính mình bằng lối sống tích cực, lạc quan, yêu đời, có giá trị, bằng những tinh thần dấn thân phụng sự, đóng góp, tạo phúc, tu phúc, kiệm phúc, cuộc sống của chúng ta sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực, để ta xứng đáng hưởng được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Năm nhỏ, không nên tin có thiên đàng và địa ngục. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên khẳng định thiên đàng chưa từng có và địa ngục không có thật. Khái niệm thiên đàng và địa ngục được các tôn giáo sử dụng như là cái phương tiện nhằm giáo dục đạo đức cho con người sống ngay, sống thật, sống tốt để được tưởng thưởng và tránh các loại trừng phạt thôi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thế giới Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư và nhiều thế giới Phật khác không phải là thiên đường. Đó là một hành tinh có sự sống của con người, mà cư dân trên các hành tinh đó có tri thức, đạo đức, môi trường sống, kiến thức, tuổi thọ và sức khỏe đặc biệt hơn là con người trên hành tinh của chúng ta. Vậy thôi. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 600 năm, trong quá trình biên tập kinh điển, một số nhà biên tập đã đưa học thuyết địa ngục vào trong các kinh nhằm mục đích giáo dục và hướng thiện, giúp cho kẻ xấu không dám tạo tội lỗi vì thấy các khung hình phạt dưới địa ngục đó nghiêm khắc, dai dẳng, liên tục, không gián đoạn từ kiếp này sang kiếp khác. Các thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài mà giọt lệ khô queo, thì nghe hình ảnh trừng phạt của địa ngục là mất hồn. Nhờ đó mà họ dám quay đầu để thay đổi cuộc sống của mình. Nên hình ảnh của địa ngục ở trong đạo Phật từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó là không có. Từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch mới bắt đầu được vay mượn. Cho nên ta trở về với Đức Phật gốc
để thấy rất rõ hai hình ảnh đó chỉ là vay mượn để giáo dục thôi, chứ không có thật. Từ đó chúng ta cần phải có trách nhiệm và thấy rất rõ các hành động đạo đức của mình sẽ mang lại hạnh phúc, các hành động phi đạo đức sẽ mang lại khổ đau, và khổ đau đó là sự trừng phạt ở hiện tại này và kéo theo là những đời kiếp về sau, tùy theo mức độ tội phạm và các hành vi xấu ác chúng ta nặng hay nhẹ, nhiều hay ít. Sáu nhỏ: không nên tin vào năm tháng ngày giờ, hên xui may rủi và các loại tập tục kiêng cử trong dân gian. Theo Đức Phật trong các kinh, đó là kết quả của nỗi sợ hãi và thiếu tri thức về khoa học và nhân quả. Người ta có khuynh hướng lý giải rằng là vận mệnh của con người nó liên hệ đến giờ ngày phúc sinh. Thực ra không phải thế. Có nhiều anh em song sinh, chị em song sinh, hoặc song sinh một nam một nữ, trên lệch nhau trung bình là khoảng 30 giây cho đến vài phút. Cùng giờ, cùng tháng, cùng ngày, cùng năm, và theo các loại bói toán bao gồm tử vi thì vận mệnh của người song sinh là phải giống nhau. Hiện tại sách kỷ lục Guinness ghi nhận đó, đa sinh nhiều nhất mới chỉ là 16 người thôi, thì trên lệch nhau cũng chỉ là 1-2 tiếng là nhiều. Nhưng mà số phận của các thành viên song sinh và đa sinh đó là hoàn toàn khác nhau, vì họ có ý thức khác nhau, từ đó dẫn đến các lối suy nghĩ, hành động, lời nói, lối sống, giao tế và sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Cho nên các biệt nghiệp đó đã tạo ra các kết quả rất khác biệt, mặc dù họ có cùng gen di truyền, cùng hệ thống ADN, cho nên diện mạo, vóc dáng là giống nhau. Còn cặp song sinh nữ và nam á, thì diện mạo phần lớn là khác nhau, khác nhau về chiều cao và khác nhau luôn cả gương mặt. Do đó tu học theo Phật, chúng ta không sợ hãi về các lời đồn thổi như vừa nêu, ảnh hưởng đến hạnh phúc, khổ đau, thành công, thất bại, giàu, nghèo trong cuộc đời. Chúng ta sống thản nhiên, nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi tất cả các nỗi sợ hãi mà vốn có thể làm cho chúng ta đánh mất hạnh phúc. Vấn đề 2: những điều không nên thờ và nên thờ. Một nhỏ: không nên thờ Thượng Đế và các thần linh. Rõ ràng là Đức Phật không hề tạo cho Ngài vị trí độc tôn, là khi xóa sổ các Thượng Đế và thần linh của các tôn giáo khác. Trước khi là một nhà tâm linh vĩ đại, Đức Phật đã từng là một nhà chính trị vĩ đại. Thái tử Đông Cung của nước Sakya, mà vào thời đại của Đức Phật, với bối cảnh văn hóa triết học tôn giáo của Ấn Độ đó, thì vua là thiên tử, vua hưởng phước báo trần đời nhiều hơn bất kỳ một ai khác. Ngài đã nhanh chóng nhận ra rằng đó, người ta đã nhân danh Thượng Đế và các thần để bóc lột, cai trị, chà đạp nhân phẩm của con người lẫn nhau thôi. Cho nên Ngài đã từ bỏ ngai vàng, không làm vua, trở thành một nhà tâm linh rầy đây mai đó trong suốt 45 năm, truyền bá con đường chân lý, đạo đức để giúp cho mọi người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Khi hỏi tại sao phải thờ Thượng Đế, câu trả lời của các tôn giáo là vì Thượng Đế tạo ra con người và vạn vật. Nếu ta tiếp tục hỏi Thượng Đế tạo ra con người bằng cách nào, Kinh Thánh Cựu Ước vốn ảnh hưởng đến Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo,
đều trả lời giống như nhau, là trong 7 ngày Thượng Đế đã tạo ra mọi thứ, cho đó có con người. Đầu tiên á, Thượng Đế tạo ra người nam và lấy xương sườn của người nam á, để tạo ra người nữ. Rồi nam và nữ đầu tiên này đó phạm tội loạn luân, ăn trái cấm ở vườn địa đàng, cho nên phạm vào tội tổ tông. Từ đó mà con người đó phải mặc cảm tội lỗi, phải xin tội, rồi là mong được thứ tội bởi Thượng Đế thông qua các vị linh mục hay là mục sư. Từ đó cái niềm tin vào thờ vào Chúa đó bắt đầu trở thành là cái gì đó rất quan trọng đối với các tôn giáo vừa nêu: Ấn Độ giáo, Nho giáo, Lão giáo, Đạo Bà Hai và nhiều tôn giáo thờ Thượng Đế khác cũng có những niềm tin gần giống nhau rằng Thượng Đế là đấng tạo vật. Đức Phật chỉ ra cho chúng ta thấy, như khoa học đã nói, con người được tạo ra từ cha mẹ được tạo ra từ ông bà được tạo ra từ ông cố, bà cố, ông sơ, ông sở, bà sở. Cứ như thế tri nguyên, chúng ta có ông bà tổ tiên nhiều đời. Thay vì thờ Thượng Đế, Đạo Phật khích lệ chúng ta thờ ông bà tổ tiên của quyền thất tổ, như là một nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn, biết ơn và đền ơn các thầy đi trước. Ta phải sống tốt cho chính mình và giúp cho con cháu của mình cũng được sống tốt, được hạnh phúc. Đó là người sống có trách nhiệm. Cho nên mỗi khi ăn cơm, đi ngủ, được hạnh phúc, thì Đức Phật khuyên chúng ta nhớ bốn ơn nặng: ơn cha mẹ khai sanh sự sống, ơn thầy cô giáo khai tâm mở trí, ơn quốc gia nhờ quản trị tốt mà ta có được hòa bình và phát triển, ơn mọi thành phần trong xã hội vì có nhiều người đã chọn lao động tay chân, những loại hình lao động rất khác nhau, cho nên chúng ta không cần phải biết hết mọi thứ mà vẫn hưởng được phước báo của kiếp người. Và Đạo Phật chủ trương nhân bản đúng nghĩa, lấy con người làm chuẩn, tôn trọng con người, đề cao vai trò trách nhiệm đạo đức của con người, giải quyết các vấn nạn bằng sự tương quan con người chứ không dựa vào Thượng Đế và các thần linh. Hay nhỏ, bàn thờ Phật nên đặt ở một vị trí trang nghiêm, trung tâm trong căn nhà. Nếu ai có các căn hộ nhiều phòng thì bàn thờ Phật nên đặt ở một phòng độc lập. Chúng tôi gọi đó là gốc tâm linh. Vị trí của bàn thờ Phật đó phải là trọng tâm của căn phòng. Chiều cao của bàn thờ Phật trung bình là một thước cho đến thước hai. Ta có thể thỉnh một hoặc nhiều tượng Phật, Bồ Tát, A-la-hán tùy theo sở thích. Và muốn thờ được tốt thì ta nên đến nhờ các thầy, các sư cô tại các chùa tư vấn, hướng dẫn. Sau khi thỉnh Phật về thượng lên bàn thờ, nên mời các thầy đến làm lễ an vị Phật để các thầy hướng dẫn kỹ lưỡng hơn cho việc thờ phượng tại nhà của mình. Thờ bằng tượng, bằng tranh ảnh là tùy theo sở thích. Chất liệu của các tượng và hình ảnh Phật lệ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Đừng nên mê tín dị đoan theo lời đồn đãi trong dân gian rằng tuổi trẻ không được thờ Phật ngồi, tuổi già không được thờ Phật đứng. Đó là mê tín. Già trẻ lớn bé thờ Phật ngồi hay Phật đứng là tùy theo quan niệm thẩm mỹ và sở thích của mỗi người, không có gì khác biệt, không quý kỵ, không phạm, không kiên cử gì hết. Tuy nhiên là cũng đừng nên thờ quá nhiều các tượng Phật, đang khi nhà quá chật chội, trang thờ Phật đó thì không đủ không gian để thờ các ngài. Không nên bắt chước theo tập tục của miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Hễ thờ ba tượng Phật thì có ba bát hương,
thờ 10 tượng Phật thì có 10 bát hương. Như thế các đức Phật không thể nào chia sẻ sự cúng dường của người tôn thờ. Mỗi người phải có cái cát cứ, cái khu thờ phượng riêng cho mình. Cái đó là mê tín. Dầu thờ 100.000 Phật đi nữa cũng chỉ cần có một bát hương vừa phải. Mỗi ngày ta phải làm vệ sinh bát hương cho sạch, rút nhang ra hết để tránh hỏa hoạn, tránh ô nhiễm, tránh dơ. Ở miền Bắc người ta kỵ đụng đến bát hương lắm. Thờ như vậy cả một năm trời mới rút hết các chân hương ra, cho nên bất cẩn một chút xíu là có thể phát sinh hỏa hoạn cháy bàn thờ. Mục đích của việc thờ Phật là để học hỏi theo các đức hạnh, nhân cách vĩ đại của các ngài. Tên của các vị Phật á, là một đức hiệu, là một giá trị tâm linh. Mà nhờ đọc và quán tưởng theo, chúng ta sẽ trở thành các nhân cách sống đó. Ví dụ như ai muốn bản thân mình và con cháu trên môi lúc nào cũng có nụ cười vui vẻ, tinh thần thư thái, thoải mái, nhẹ nhàng, bình an, nên thờ Đức Phật Di Lặc có nụ cười mát trời ông địa, có cái bụng rất to, không phải do uống rượu bia mà là tượng trưng cho cái tâm rộng lượng, bao dung, tha thứ và đức điềm tĩnh chịu đựng các nghịch cảnh. Muốn bản thân mình có những đức tính hiểu và thương. Hiểu thì đến nơi tín chốn, thương thì có trách nhiệm để hạnh phúc giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái và trong các quan hệ gia đình và xã hội được bền vững. Ta nên thờ và bắt chước học theo Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, vì ngài là biểu tượng của hai đức tính vừa nêu. Muốn có tinh thần tự lực vững, tính sáng tạo cao, thái độ vô ngã, tâm vị tha, tinh thần dấn thân phụng sự không mệt mỏi, thì nên thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử, vì ngài là người hội tụ các tố chất đặc biệt vừa nêu. Mỗi một vị Phật Bồ Tát có những đức tính rất đặc thù. Cho nên khi thờ, ta không nên xem các ngài là thượng đế và các thần linh, ăn uống như là các thần linh của các tôn giáo khác. Thậm chí thần linh các tôn giáo khác phần lớn là ăn mặn, ăn máu tươi, ăn thực phẩm mặn. Thực tế thì họ chưa được có thật, do con người mê tín mà làm ra thôi. Do đó cúng cho Phật chỉ có hoa, trái và đèn, đèn điện hay đèn cây là tùy. Trên bàn thờ chúng ta nên có 3 chum nước. Mỗi chum nước nên có nắp đậy lại để cho nhang không rơi rớt bụi vào trong ly nước. Sau khi cúng xong trong vòng vài tiếng, ta lấy nước này rót ra ly và uống, không nên đổ vì phí phạm. Nước cúng cho Phật được sạch sẽ, vừa có phước, uống vào đó thì chúng ta đỡ phải sử dụng các loại nước giải khát mà phần lớn là các hóa chất hại cho sức khỏe và nhiều cái bệnh tật có thể phát sinh từ chúng. Mỗi ngày đó thì các Phật tử nên đọc kinh, ngồi thiền hoặc niệm Phật tối thiểu là 20 phút trước bàn thờ Phật. Chọn một cái giờ nào đó mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể tham dự được. Nếu ai tụng kinh ở chùa thì không cần phải tụng ở nhà nữa. Có lẽ do vì các quy định trong Phật giáo quá lỏng lẻo, các Phật tử sau khi chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật rồi đó, phần lớn không có đọc kinh tại nhà. Tín đồ các tôn giáo khác đọc kinh thánh của họ mỗi ngày, cho nên họ nắm vững những lời Chúa dạy
còn phần lớn các Phật tử không nắm vững. Sau khi quy y, phần lớn không đi chùa, không đọc sách kinh Phật, cũng không làm những hành động như người Phật tử đó làm. Chỉ quy y để mong cho Phật gia hộ, thì cái đó thuộc về dạng bó tay chấm cơm, tức là không có được lệ lạc gì hết. Ba nhỏ, bàn thờ ông bà tổ tiên nên trang nghiêm và không nên phân biệt đối xử bên nội quan trọng hơn bên ngoại. Phong tục của Nho giáo đó rất khinh thường bên ngoại, bao gồm mẹ, bà nội, bà ngoại, xin lỗi, bà ngoại, rồi dì thím mợ bên ngoại. Có nhiều chị em phụ nữ đó bị bên chồng cấm không được thờ cha mẹ ruột đã quá giảng tại gia đình nhà chồng. Đó là một văn hóa rất phân biệt ứng xử và rất ích kỷ. Khi là độc thân đó, ta thờ ông bà cha mẹ quá giảng. Khi lập gia đình, nếu cha mẹ của hai bên, bên mình rồi bên chồng vợ cũng đã quá giảng, thì ta cùng thờ chung một bàn thờ. Vị trí trong bàn thờ nên được mặc định như sau: nếu trên bàn thờ gồm có ba phả hệ ông cố bà cố, thì ông cố bên nội ở bên tay phải, ông cố bên ngoại bên tay trái, hoặc ngược lại không quan trọng, bà cố của bên ngoại bên nội cũng như thế. Phả hệ hai là ông nội, bà ngoại cũng sắp theo vị trí bên nội là riêng bên nội, bên ngoại riêng bên nội, và cùng hàng với nhau vì họ là những người ngang vai ngang vế. Phả hệ ba, cha mẹ đã quá giảng, thì bên phải dành cho cha mẹ chồng, bên gái, bên trái là dành cho cha mẹ ruột của mình, và thờ ngang bằng nhau. Còn anh chị em thì không cần thiết phải thượng lên bàn thờ. Nếu anh chị em nào mà không có vợ chồng, không có con cái, thì ta chỉ cần để một cái ảnh trong cái phòng lưu niệm nào thôi, chứ không cần phải thượng lên bàn thờ mà thờ. Vì mục đích thờ ông bà cha mẹ tổ tiên là để cho con cháu nương theo cái gương hiếu thảo của mình mà sống hiếu thảo với bản thân mình. Từ đó phả hệ gia đình đó đời đời kiếp kiếp sống có văn hóa, có chuẩn mực và mang lại lệ lạc cho nhau. Thờ ông bà cha mẹ, bàn thờ cũng nên có chiều cao tối đa là khoảng 1m2 thôi, đừng quá cao. Vì thờ quá cao á thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các khó khăn trong việc thờ nhang, lau quét dọn bàn thờ. Ngày xưa đó thì các bậc cha mẹ của chúng ta đó thờ bàn thờ á cao khoảng 3m hoặc 2,5m. Mỗi lần muốn thắp hương đó phải đặt một cái ghế cao trung bình là 1,5m rồi đứng lên. Sơ suất bất cẩn té một cái là lội giò, rất nguy hiểm. Mục đích thờ phượng là chúng ta nhìn thấy được các đối tượng được chúng ta tôn kính và biết ơn. Thờ cao quá khi mình ngồi xuống là mình chỉ thấy cái vách tường bên dưới thôi, không thấy gì hết. Mà ngước lên như thế này lâu ngày là đơ cổ, rất bất tiện. Cho nên cố gắng là ta thờ một cách trang nghiêm, một bát hương cho ông bà cha mẹ chung. Người quá giảng theo Đức Phật á, phần lớn sau vài giờ đồng hồ đã được tái sinh hết. Do đó người Phật tử tại gia vào ngày 30 Tết không nên mời thỉnh ông bà cha mẹ tổ tiên quá giảng về ăn cơm với mình, thì còn nữa đâu ăn.
Thế vào đó thì các bậc trưởng thượng trong gia đình nên nhắc nhở lại các cái công đức đóng góp của tổ tiên mình cho xã tắc quê hương, cho xã hội cộng đồng, để từ đó chúng ta ôn lại cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc và nhắc nhở con cháu phát huy truyền thống cao quý đó. Đó là cách chúng ta trả hiếu đối với người đã quá giảng. Tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con đốt sách, ông bà tổ tiên là nhân đức và con cháu thì phá làng, phá xóm, phá của, phá hoại. Thì phải giữ các truyền thống tốt đẹp đó. Cho nên những cái giờ phút tưởng niệm, những ngày kỷ dỗ, mặc dù biết ông bà cha mẹ đã quá giảng hết rồi, tái sanh hết rồi, làm người hết rồi, chúng ta vẫn phải nhớ ơn như thường. Đây là lối ứng xử dân hóa chỉ có con người mới có, các loài động vật khác có muốn cũng không làm được. Trong trường hợp gia đình nào đó, nhà quá chật hẹp, không thể có hai phòng riêng cho Phật và tổ tiên, ta có thể thượng ông bà cha mẹ cùng trên một bàn thờ của Phật và Bồ Tát. Lúc đó ta phân vị trí cao thấp, Phật ở bên trên, ông bà cha mẹ ở bên dưới. Còn nếu chúng ta có được một cái phòng vừa phải thì ngay cái cửa nhìn vào của phòng đó là bàn thờ Phật, và bên hông của cái phòng đó là bàn thờ ông bà cha mẹ quá giảng. Vị trí của hai bàn thờ này cách nhau trung bình là khoảng 1m8 cho đến 2m. Như vậy khi đứng ta nhìn hướng thẳng về bàn thờ Phật lại Phật, sau đó chỉ cần xoay qua bàn thờ cha mẹ là ngay tâm điểm và lễ lại ông bà tổ tiên là được rồi, rất tiện lợi. Không nên đốt giấy vàng mã cho ông bà cha mẹ và người thân đã quá giảng, vì đây là tập tục của Nho giáo vốn rất cấm kỵ trong đạo Phật. Như đã nói khi nãy, âm phủ là không có thật, địa ngục là không có thật. Việc đốt giấy vàng mã nhà cửa cho người quá giảng theo đạo Phật là đang gieo cái nghiệp phá sản, vì có tài sản không xài lại đem đi đốt. Đang khi trên hành tinh này đã có biết bao nhiêu triệu con người lâm vào hoàn cảnh thiếu cơm ăn áo mặc, bệnh tật không có tiền chữa trị, mà ta lại không giúp, lại hoang phí đốt ở ô nhiễm môi trường, truyền bá mê tín, mang lại rất nhiều các cái hậu quả xấu khác. Người Ai Cập tin rằng sống là tạm thời trên dương gian trong 100 năm, chết là trở về với âm phủ đến cả nghìn nghìn kiếp kiếp về sau. Cho nên các vị vua trong thời kỳ tại vị đó thường làm các kim tự tháp quy nga tráng lệ. Dưới đế của kim tự tháp phần lớn là ngọc ngà châu báu. Họ thiết lập các hệ thống tự động. Khi đưa quan tài của nhà vua được ốp sát vào trong lòng kim tự tháp, người ta đồng lúc ấy chung sống hoàng hậu và các công tần mỹ nữ được vua sủng ái như vợ, cùng chết chôn sống theo, để hy vọng rằng dưới âm phủ nhà vua là tiếp tục chủ nghĩa đa thê. Và việc ướp xác là để cho cái thi thể đó có thể sống vĩnh hằng. Người Trung Quốc không biết có cải biên hay là vô tình có một sự tiến bộ hơn, thay vì chôn người thật, nhà cửa thật, vàng bạc thật, thì họ đổi lại thành giấy vàng mã. Dầu không trực tiếp giết người, nhưng việc đốt các hình nộm là chúng ta đang gieo nghiệp sát trong tâm tưởng. Đốt các nhà, cửa, xe, cộ, vật dụng bằng giấy vàng mã và tiền giấy vàng mã
là chúng ta đang gieo các nghiệp phá sản, phá của, phá tài, rất tổn phước, tổn đức. Giả sử mà những thứ đó có thể xài được với âm phủ, thì cha mẹ ông bà quá giả của chúng ta ở Việt Nam có chiều cao trung bình là 1m6, có người cao đến 1m8, nhà vàng mã phần lớn chỉ có 4-5 tấc. Như vậy từ người có chiều cao trở thành những kẻ tí hon, dầu là các yoga thượng sư uống mình á thành một quả banh thì nhiều nhất cũng chỉ được 2-3 phút, không thể sống trong một căn nhà quá thấp đăng khi mình thì quá cao, mà nhà đã đốt cháy rồi thành tro bụi lấy đâu mà ở. Giống như nhà chúng ta bị hỏa hoạn có nước ngồi mà khóc, tiền bị rách phần lớn là không đổi được trong ngân hàng, huống hồ đã bị cháy dầu là sở hữu của mình, chúng ta cũng không tới ngân hàng để đổi lại tiền mà mình đã bị đốt. Thì làm sao dưới âm phủ ba cái đồng tiền giả, giấy vàng mã giả mà làm xài được? Người Trung Hoa đã làm lũng đoạn thế giới cõi âm. Đi đâu á là rải tiền giấy vàng mã giả để đi mua đường, mua thần tài, mua thổ địa, hối lộ, móc quặc, lũng đoạn thế giới người sống chưa đủ rồi còn muốn lũng đoạn thế giới người chết. Người tu học Phật không nên làm theo các tập tục đó, vì không có lệ lạc gì hết. Vấn đề 3, những điều nên làm. Một nhỏ, thực tập 5 điều đạo đức. Chúng ta đã vừa phát nguyện giữ 5 điều đạo đức Phật dạy. Để giữ được 5 điều này đó thì các quý Phật tử mới nên nhớ rằng, dầu có chính thức quy làm Phật tử hay không, ai vi phạm vào 5 điều vừa nêu thì tội lỗi giống như nhau. Nhiều người ngộ nhận rằng 5 điều đạo đức đó quá khó, giữ không được. Khi quy làm đệ tử của Đức Phật rồi mà lỡ vi phạm á, thì tội lỗi sẽ nặng hơn. Từ đó ngại ngùng xa tránh mà không dám quy y làm đệ tử của Đức Phật. Ngộ nhận này càng phải được thay đổi. Chậm trễ trong việc chọn Đức Phật làm thầy là một lỗ lã và thiệt thòi thôi. Rất nhiều thành viên trong nhiều gia đình đến chùa lạy Phật, tham dự thời tụng kinh, làm nhiều việc lành, nhưng không mạnh dạn chính thức làm Phật tử, là vì chúng ta còn có cái tâm do dự, hoài nghi, chưa dứt khoát, chưa sáng suốt. Cho nên hãy hãnh diện tự hào rằng mình là người có phúc, nên ngày rằm tháng 12 năm 2012 này chúng ta quy Đức Phật. Trong kinh Na Tiên đó, thì Đại Đức Na Tiên khẳng định rằng đó, người phát nguyện giữ 5 điều đạo đức lỡ mà không làm được, chẳng những tội không nặng hơn mà còn nhẹ hơn. Vua Di Lăng Đà nghe nói thế rất ngạc nhiên, biện luận rằng: thưa Đại Đức, chẩm là nắm cán cân luật pháp của một quốc gia, các quan tước trong triều đình mà phạm vào luật pháp do trẫm quy định sẽ bị phạt tội nặng hơn để làm gương cho các thành phần dân đen còn lại. Thì tại sao trong đạo Phật lại có quan niệm ngược lại với luật pháp? Đại Đức Na Tiên hoan hỷ trả lời rằng: thưa đại vương, những người tạo tội mà không biết rằng đó là con đường tội lỗi sẽ lún lút sâu trong tội lỗi nhiều hơn, gây bất hạnh cho người nhiều hơn, cho nên họ đáng tội nghiệp. Người tạo tội khi làm hành động đó, họ biết rằng tôi đang phạm pháp, phạm luật, phạm đạo đức, trái lương tâm,
dầu vẫn làm, lương tâm của họ trở nên rai rứt, dằn vặt, họ cảm thấy hối hận, nuối tiếc về những việc làm xấu, nên trước sau gì họ cũng quay đầu trở về con đường lương thiện thôi. Cái hiểu biết rất quan trọng. Trong năm điều đạo đức thì điều thứ năm là khó giữ nhất: không sử dụng các loại ma túy tổng hợp, cụ thể như thuốc lắc, đập đá, thích keo và các loại á phiện. Thì luật pháp trên toàn cầu cấm rồi, cấm sản xuất, cấm tàn trữ, cấm mua bán, cấm tiêu thụ, gần với luật Phật quy định. Nhưng rượu, bia, thuốc lá và nhiều độc tố khác mà con người sử dụng đó, thì luật pháp ở các quốc gia cho phép, chỉ cấm ở những nơi công cộng thôi. Đức Phật thấy rất rõ các độc tố vừa nêu là các nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các bạo lực gia đình, bất ổn xã hội. Nhiều người bình thường rất tốt, nhưng khi uống rượu vô đó trở thành là kẻ lừa dối, trộm cắp, hiếp dâm, bạo lực, chửi bế, đánh đập, hành hạ và làm những điều mà khi còn tỉnh họ không thể nào làm như thế được. Cho nên phải ngăn chặn các mầm mống tội lỗi khi nó chưa phát sinh, chờ nó có mặt rồi đó mới điều trị thì quá muộn màng lắm rồi. Điều đạo đức không giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, đó là một lời dạy rất bao quát. Người đệ tử tại gia đó, trong trường hợp đấu tranh vệ quốc khi bị xâm lăng thì cần phải thể hiện tinh thần yêu nước theo lời Phật dạy. Thì lúc làm công việc tham chiến, người Phật tử cũng bóp cò giống bao nhiêu chiến sĩ khác, nhưng không phát xuất từ động cơ căm phẫn giặc thù, mà phát xuất từ bi, trí và dũng. Bi là tình thương, không muốn cho kẻ giặc phạm pháp, phạm tội, không muốn cho đồng bào vô tội của mình bị chết. Trí là sáng suốt để có thể mạnh dạn làm việc đáng làm, đó yêu nước, tức là dũng. Thì hành động đó sát nghiệp và phước tuổi thọ được gieo trồng cùng một lúc. Giết giặc ngoại xâm, ta mang nghiệp sát hại cho bản thân mình, nhưng ta mang lại hòa bình cho hàng triệu người, hàng vài chục triệu người, thì cái phước đó nó lớn hơn. Thì theo nhân quả nó có tác động bù trừ, cắn cái qua lại, thì cái phước báo của người yêu nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm không phát xuất từ lòng hận thù vẫn cao lớn hơn. Cho nên nhiều tướng lĩnh quan trọng đã từng lập binh pháp chiến thắng giặc ngoại xâm nhưng vẫn sống thọ. Điển mẫu nhất là đại tướng Võ Nguyên Giáp, nay đã trên 100 tuổi rồi vẫn còn khỏe. Điều đạo đức thứ hai dạy chúng ta tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác. Đức Phật thường khuyên lấy mình làm ví dụ, đặt mình trong hoàn cảnh của người bị trộm cắp, bị lừa đảo, bị qua mặt. Ta khổ biết dường nào thì người khác cũng như thế. Cho nên thà chậm nghèo một chút xíu, thà chậm dần một chút xíu, hoặc thà nghèo mà vẫn sạch, vẫn thơm, giữ nhân cách để chúng ta không phải trả các cái nợ nhân quả hoặc nợ luật pháp mà mình đã gieo tạo kiếp này. Ngược lại, khi có điều kiện thì đạo Phật dạy chúng ta biết chia sẻ phước báo của mình đối với các mảnh đề bất hạnh qua các hoạt động từ thiện cho người già, tàn tật, trẻ mồ côi, thành phần cơ nhỡ, vô gia cư, để giúp cho họ vượt qua những nỗi khổ niềm đau mà họ bị vướng phải ở trong cuộc đời, dù đã nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không cải thiện được đời sống xã hội của họ. Điều đạo đức thứ ba kêu gọi một lối sống chung thủy một vợ một chồng. Trong tất cả các loại ích kỷ đó, thì ích kỷ một vợ một chồng là hợp pháp nhất, đáng được tán dương nhất. Chúng ta có thể sử dụng chung một nguồn tài nguyên thiên nhiên
giữa các quốc gia sở hữu cái nguồn tài nguyên đó. Chúng ta có thể ăn cùng một mâm cơm, uống cùng một nguồn nước, nhưng chúng ta không thể sử dụng chung chồng, chung vợ. Cái văn hóa hạnh phúc của kiếp người khích lệ chúng ta không nên đồng thuận dưới mọi hình thức khác nhau. Muốn làm được như thế đó, thì Đức Phật dạy đó, mỗi người vợ, mỗi người chồng á, phải biết hài lòng và biết đủ đối với vợ chồng hợp pháp của mình, và xem vợ chồng hợp pháp của mình á, là bạn đồng hành theo tinh thần Đức Phật dạy trong bài kinh Tăng Chi. Trong kinh này Đức Phật nói có 7 loại vợ và 7 loại chồng. Vợ như mẹ, chồng như cha, thể hiện sự chu đáo. Vợ như chị, chồng như anh trai, thể hiện sự chăm sóc dưới cấp cha mẹ. Vợ như em gái, chồng như em trai, lo lắng hy sinh cho người bình thường. Vợ như bạn đồng hành của chồng, chồng như bạn đồng hành của vợ. Đây là mô hình lý tưởng nhất. Vợ như kẻ sát nhân, chồng như kẻ sát nhân, vì đánh đập, chửi bới, hành hạ, chì chiết. Vợ và chồng như là những kẻ phá của, tiêu xài hoang phí, cờ bạc, làm tổn thất tài sản. Vợ và chồng như người dương nước lã, tức là thiếu trách nhiệm gia vụ, thiếu trách nhiệm đối với người bình thường. Có ngày riêu riêu, rỗng rỗng, hoài chợ búa, chỗ này, chỗ nọ, chứ còn chuyện gia đình hạnh phúc thì không màng đến. Thì đối với vợ chồng là bạn đồng hành đó, thì chúng ta nên hiểu vợ là bạn của chồng và ngược lại. Nhờ có tình bạn, giữ tình bạn đó, chúng ta chia sẻ, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Vợ phải là bạn tình của chồng, chồng là bạn tình của vợ, để chúng ta đó chia sẻ hạnh phúc trần đời về phương diện giới tính. Đó là điều tế nhị có nói, nhưng là nhu cầu rất cần thiết đối với người tại gia. Và Đức Phật cho phép người tại gia hưởng thụ hợp pháp, đúng người, đúng chỗ, đúng luật định. Vợ và chồng nó phải kết hôn bằng luật pháp, tức là có đăng ký đàng hoàng, để bảo vệ cái quyền hợp pháp của cả hai. Điều đầu tiên thứ tư đó, Đức Phật hướng dẫn chúng ta vượt qua thói quen dối gạt, thì dẫn đến sự mất uy tín, chịu trách nhiệm trước luật pháp. Cho nên ngài dạy bốn phương diện: nói những lời có sự thật, những gì không đoan chắc thì chúng ta không nên phát biểu, hãy giữ cột lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm thôi, không khoác lác, không khoe khoang. Nói những lời xây dựng đoàn kết và hợp hàng gắn. Nói những lời có văn hóa, lịch sự, ngữ điệu nhỏ nhẹ, dễ thương, dễ nghe, dễ chịu. Nói những lời có lợi ích, không tán cẩu, không thị phi, vì nó làm cho tâm mình mệt mỏi. Điều đó thứ năm á, là nhằm giúp cho chúng ta giữ được sức khỏe tốt, do biết từ bỏ các loại độc tố như ma túy, rượu bia, thuốc lá và nhiều tố chất khác tiêu cực cho sự sống. Khi mình có được sức khỏe, ta mới có thể chăm sóc được những người thân của mình. Tình yêu và tình thương theo Phật giáo phải thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không chỉ đơn thuần là những lời lứa lèo, nói để mà nói cho vui thay người khác, nhưng nói xong không làm gì hết, không nhớ gì hết. Đó là những điều nên tránh. Thực tập 5 điều đạo đức vừa nêu lúc đầu thì hơi khó, về lâu về dài như một thói quen, chúng ta sẽ cảm thấy mình hạnh phúc và bình an. Vì người có sống đời sống đạo đức đó, sẽ không sợ hãi luật pháp nghiêm trị, xã hội cô lập, mọi người bàn ra tán vào, thị phi, chỉ trích, phê bình. Ta sống một cách thản nhiên, hưởng được các phước báo từ các hành động đạo đức và thiện đức này. Hai nhỏ nên đi chùa, nghiên cứu sách Phật và nghe thuyết pháp. Đây là điều mà các Phật tử tại gia phải dành thời gian để cho đời sống tinh thần của mình trở nên phong phú hơn. Tổ chức Sức Khỏe Thế Giới WHO định nghĩa sức khỏe qua 3 phương diện:
sức khỏe cơ thể, bao gồm không bệnh tật và sống thọ. Sức khỏe văn hóa tức là hiểu và sống với các nền văn hóa cao thượng mà con người cần có. Sức khỏe tâm linh tức là đời sống tâm linh theo những lời dạy tôn giáo. Đạo Phật là tôn giáo vô thần dạy về các kỹ năng thực tập để có được chiều sâu tâm linh ở mức độ cao nhất. Phần lớn các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng và niềm tin chứ không có hoạt động tâm linh. Cầu nguyện không phải là một hoạt động tâm linh. Đọc kinh chỉ là một biểu hiện của hoạt động tâm linh ở mức độ ban đầu thôi. Còn thực tập chuyển hóa, tham ái, sân hận, si mê, thù hằn, giận dữ, giết chóc và những cá tính xấu mới là con đường tâm linh đích thực. Là Phật dạy chúng ta chuyển hóa chúng bằng thiền định, bằng các thực tập có chiều sâu để vượt qua những khó khăn. Về việc đi chùa đó thì thầy có tinh thần thoáng rộng, không buộc các đệ tử quy với thầy phải đi chùa giác ngộ. Vì trên thực tế đó, con muốn các vị đi chùa giác ngộ cũng không có chỗ đâu mà chứa. Chùa giác ngộ chỉ có 700 m². Năm 2014 khi xây xong đó thì chánh điện đôi có sức chứa trung bình là 700 chỗ ngồi. Đang khi mỗi một năm trung bình thầy quy y là 1.200 đến 1.500 Phật tử mới. Trong mười mấy năm làm trụ trì tại chùa giác ngộ thì số lượng Phật tử biết bao nhiêu? Nếu mà ai cũng đi chùa giác ngộ ở chỗ đâu đứng, đừng nói là ngọn. Do vậy các quý Phật tử sau khi quy ở chùa giác ngộ có thể đi đến sinh hoạt bất kỳ một ngôi chùa nào, miễn là chùa Phật ở gần nhà nhất để chúng ta đỡ mất thời gian. Một năm thì đến chùa nơi mình quy vài ba lần để thăm thầy bổn sư, tức là người đã truyền trao giới pháp cho mình, và có những Phật sự gì đó thì mình nên hưởng ứng. Chùa nào cũng có các Phật sự từ thiện giúp đời của người, nếu ta có kinh phí, điều kiện tài chính, vật chất thì chúng ta cùng hưởng ứng để giúp cho chùa có thể làm được những việc cần làm. Cho nên sau khi quy rồi, quý vị có thể đến với thầy A, thầy B, thầy C, sư cô A, sư cô B, sư cô C ở chùa A, chùa B, chùa C, không sao hết, miễn là tu học đúng lời Phật dạy, có niềm tin chân chính, có tư duy chân chính, có hành động chân chính, có thực tập chân chính để ta có được hạnh phúc bây giờ tại đây. Tối thiểu trong một tuần đó, chúng ta nên có một ngày đi chùa. Sắp tới thì chùa Giác Ngộ sẽ có thời khóa sinh hoạt đó, cho ba lứa tuổi khác nhau, trung niên và lão niên đó, thì có thời khóa riêng. Vì tâm sinh lý của những người lớn tuổi đó là hướng nội, trầm lặng, thích tu các cuộc kiểu và tu nghiêm túc. Thời khóa của họ không thể giống với các khóa lễ dành cho thanh niên. Thanh niên thì năng động, hướng ngoại, duy lý, duy ý chí, thích sáng tạo và thích mạo hiểm, cho nên sẽ đọc tụng những bài kinh mà Đức Phật dành cho họ, thích hợp với cái nhận thức, nghề nghiệp, lối sống của họ. Thì thường buổi kinh dành cho thanh niên đó diễn ra vào chiều tối thứ bảy. Một thời kinh dành cho giới thiếu nhi và đồng ấu. Các cháu này đó thì nhận thức, kinh nghiệm chưa có chín chắn như là thanh niên và lão niên, cho nên những bài kinh nó phải dễ hiểu hơn, ngắn gọn hơn và có nhiều bản nhạc phổ các cái bài kinh đó để cho các cháu cùng tập. Trong đó có những lời dạy của Đức Phật về
tình thương kính cha mẹ, tình nhường nhịn lẫn nhau, tình hiếu học và nhiều cái nhân cách cao thượng khác, để cho các cháu nắm vững được các tố chất này mà sống cho tốt. Còn là buổi kinh tối á, là dành cho bá thánh thập phương, thành phần nào vô cũng được, nhưng trong tuần nó sẽ có những cái thành khóa riêng. Nếu không rảnh đi chùa mỗi ngày thì tối thiểu mỗi tuần là chúng ta phải đến chùa tham dự một thầy khóa. Hiện nay đó, tại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng là 7 năm qua đó, thầy là người phụ trách xếp lịch tại các giảng đường được đăng ở trên báo Giác Ngộ. Trong số các giảng đường đó, ta có gần 100 các vị giảng sư là hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, đủ thành phần hết, để cho các phật tử rộng đường lựa chọn. Có người đã thích thầy A thì đến giảng đường có thầy A giảng để nghe, có người thích thầy B thì đến giảng đường có thầy B để nghe. Đó là chủ trương rất phóng rộng để chúng ta mở mang tri thức Phật học. Tri thức Phật học là một chìa khóa minh triết giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc sống, và chúng ta sống có chiều sâu hơn, sống chậm hơn và sống hạnh phúc hơn, tránh các lỗi lầm và không phạm pháp, không sợ hãi, không sầu bi u não và các bất hạnh. Vào ngày chủ nhật tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có khoảng gần 100 giảng đường, có nơi đó vào 8 giờ sáng, có nơi 3 giờ chiều, có nơi 5 giờ chiều, 6 giờ chiều, 7 giờ tối. Các quý vị có thể đọc báo Giác Ngộ trang cuối cùng để chọn giảng đường mình thích và thích hợp với giờ mình nên nghe. Riêng tại chùa Giác Ngộ, mỗi tháng chúng ta có 2 buổi nghe thuyết pháp, 6:30 tối ngày 14 và cuối tháng âm lịch. Ngoài ra đó, vào chủ nhật hàng tuần lúc 5 giờ chiều tại chùa Xá Lợi 89 Bảo Nguyễn Thanh Quang, thầy có buổi giảng thường xuyên. Còn các chùa khác đó, thì một tháng một lần. Muốn theo dõi thì quý vị có thể đọc báo Giác Ngộ. Còn ai bận quá trong tuần mà không đến nghe trực tiếp được thì có thể nghe lại trên trang web tusachphathoc.com. Hiện nay đó, có khoảng 2.700 bài giảng của thầy về hàng trăm, hàng ngàn các đề tài khác nhau, từ tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị kinh tế, xử lý khủng hoảng, xử lý cảm xúc, nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau và nhiều cái bài thuyết pháp khác. Chùa Giác Ngộ còn có một trang web thứ hai, đạophậtngaynay.com, tập hợp vài trăm quyển sách Phật học, vài chục và hàng trăm các bản kinh, vài ngàn các bài nghiên cứu về Phật giáo qua các kênh học hiện đại, để chúng ta có thể tìm hiểu một cách có chiều sâu về hệ thống lời Phật dạy. Chùa Giác Ngộ còn có trang web thứ ba, phatam.com, hội tụ trên 120 giảng sư trong nước và nước ngoài, và hiện tại đã có khoảng 15.000 các bài thuyết giảng video về nhiều đề tài khác nhau. Ai có internet đó, có thể ở nhà truy cập vào trang web Tủ Sách Phật Học và phatam.com. Chúng ta sẽ mở mang được trí tuệ, có nhiều kiến thức ta không thể đọc được ở sách vở, thì trong việc nghe các bài giảng ta có thể khắc phục được các yếu kém về lối sống, thói quen, vượt qua được những nỗi khổ niềm đau rất có giá trị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khích lệ các quý Phật tử nên đến giảng đường để nghe trực tiếp. Vì nghe tại giảng đường mà chúng ta ngồi trong tư thế trang nghiêm, ta tiếp nhận lời dạy một cách rất là trang nghiêm, cho nên là nhớ sâu hơn. Còn nghe ở nhà là lúc mà vừa nằm võng vừa nghe, vừa đi tắm vừa nghe, vừa đi vệ sinh vừa nghe, thì nghe cái đó nó không có tác dụng tâm linh cao cho bằng như là nghe nghiêm túc ở giảng đường. Cho nên không nên lạm dụng giảng đường online trên các trang web.
khi nào bận lắm thì chúng ta mới nghe trên mạng thôi, là vẫn phải đến giảng đường. Còn ai muốn nghe rộng thêm ngoài việc đến giảng đường rồi thì có thể nghe các trang web vừa nêu, và đang còn có nhiều trang web khác như là trang web Chùa Hoằng Pháp, trang web và Pháp Luân Thường Chuyển và nhiều trang web Phật Pháp khác, có rất nhiều các bài giảng của Tăng Ni. Riêng cái trang phatam.com là cái trang phong phú nhất, đầy đủ nhất và có nhiều bài giảng nhất, 15.000 bài giảng. Thì cứ theo năm tháng, quý vị thấy số lượng bài giảng của các thầy cô trong trang web đó có thể lên đến vài chục nghìn. Về việc tu Phật đó, cốt lõi là việc thực hiện từ bỏ các điều xấu ác. Những gì mà luật pháp không cho phép đều được gọi là tội lỗi, không nên sai trái phạm vào. Mặc dù ta có thể khéo léo lòn lấp qua mặt luật pháp, nhưng đạo Phật cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể qua mặt được nhân quả. Ta có thể quỵnh nợ một tổ chức, một gia đình, một cá nhân. Ta có thể tuyên bố phá sản để kết liễu cái nợ mà mình thiếu người nào đó, nhưng về nhân quả nợ đó không kết thúc. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là phải từ bỏ các điều xấu ác. Lúc nào cũng có những cái lỗ hổng của nó. Và phương Tây có một câu biến nhẹ về lỗ hổng của luật như sau: luật pháp là một mạng lưới, con ruồi, con muỗi bay qua thì không lọt, chứ con trâu thì đi tập luôn. Và những người cầm cái lấy mực ở một số quốc gia thỉnh thoảng cũng là người phạm pháp nhiều nhất, tại vì họ biết được cái cách để dùng qua mặt. Nhưng mà nhân quả sẽ trừng phạt, cho nên tốt nhất là chúng ta không nên để cho mình phạm vào những điều tội lỗi, để chúng ta khỏi phải sợ hãi gì hết, khỏi phải trả nợ nhân quả cái gì hết. Kế tiếp thì chúng ta phải làm các điều nào? Làm phước, tu đức, rèn luyện tâm, giúp đời, cứu người, chia sẻ, giúp đỡ. Cái gì mình có thể làm được là đừng nên từ chối, đừng nên bỏ lỡ cơ hội. Và thanh tịnh động cơ, tức là động cơ làm phước, không phải vì được khen, không phải cầu danh, không phải mong người ta đền đáp, mà vì chúng ta thấy rằng việc làm đó thể hiện được tình người, đã làm cho mình trở nên cao thượng hơn, sống có ý nghĩa và giá trị hơn, cho nên chúng ta làm một cách vô điều kiện. Ngoài ra thì hàng ngày thì quý vị cần phải trải nghiệm đời sống tâm linh, dường nhịn, rồi chiêm nghiệm lời Phật dạy, thực tập kinh hành, thiền hành, ngồi thiền, niệm Phật và đọc sách Phật. Tất cả những thứ đó nó sẽ làm chúng ta thấm nhận tương giao tâm linh. Chứ một năm mà tập kinh Phật một lần thì đâu có nhớ gì đâu, là mỗi một bài kinh đó là một to thuốc chỉ chúng ta trị các cái bệnh khổ đau và vượt qua các cái thói quen sống tiêu cực. Cho nên sẽ chẳng có ích gì nếu tụng kinh mà chỉ có cầu phúc mà không cần hiểu kinh. Các tôn giáo khác thường hứa hẹn chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế thôi, mọi thứ đều được tốt hết. Hứa hẹn thì ai cũng hứa hẹn được. Người liều mạng là dễ hứa hẹn nhất, rồi họ cũng là cái người phá những cái lời cam kết và hứa lẹo nhất. Cho nên đó, ta muốn cái gì thì phải làm cho bằng được cái đó, làm đúng cách, làm đúng quy trình thì ta được thôi. Người Phật tử thì nên tham gia các khóa tu. Hiện nay thì trong nước ta có khóa tu một ngày an lạc đã lan rộng khắp các tỉnh thành này. Sáng mơ 7 giờ đến chùa, 5 giờ chiều về nhà. Có nơi tổ chức vào ngày Chủ nhật, có nơi tổ chức vào ngày thứ Bảy.
phá bát quan trời giới cùng với giờ giấc tương tự trong vòng một ngày, khóa tu tuổi trẻ, khóa tu sinh viên, khóa tu Phật thất, khóa tu thiền thất và nhiều khóa tu khác. Cho nên đó, rảnh rỗi chúng ta cũng nên chăm sóc hạnh phúc tâm linh của mình như là một cái nguồn thực phẩm không thể bỏ đói tâm linh được. Giống như cơ thể chúng ta mỗi ngày phải ăn ba cử, ăn điều vừa phải, không quá no, không quá đói, chúng ta mới có được sức khỏe. Về thực phẩm văn hóa, chúng ta phải đọc sách báo, sách vở, trao đổi kinh nghiệm, truyền thông kinh nghiệm để đời sống tinh thần của con người trở nên phong phú hơn. Về thực phẩm tâm linh đó, chúng ta không thể thiếu. Do vậy dù có bận rộn cỡ gì đi nữa cũng phải dành thời gian đến chùa sinh hoạt, tham dự khóa tu. Nếu không tin đó thì các Phật tử hãy thử một lần rồi sau đó hãy làm theo. Hôm nào đầu óc mình quay cuồng, căng thẳng, mệt mỏi, khổ đau mà càng suy nghĩ về vấn đề đó ta càng trở nên bế tắc, buông hết mọi suy nghĩ đó đi, ngồi xuống trước bàn Phật, dở một nghi thức tập tụng ra, ta đọc chừng 10 trang kinh tập trung cao độ khác liền. Hoặc ngồi niệm Phật thành tâm, không cầu nguyện, không văn sinh, không lo lắng, mọi thứ trên trần đời này bỏ qua hết một bên, chỉ có danh hiệu Phật, hơi thở thư thái nhẹ nhàng ra vào thôi. Sau 20 phút thực tập như thế, các căng thẳng tan biến hết. Đó là phương pháp thay thế tích cực bằng việc thực tập tâm linh. Cho nên trải nghiệm tâm linh đó dài 30 phút mà có được hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, để giải quyết được các vấn nạn một cách hiệu quả hơn là quá lời. Đừng nên bỏ lỡ cơ hội. Cho nên sinh viên học sinh muốn thi đậu đỗ đạt cao đó thì vô phòng thi sớm hơn các học sinh và sinh viên khác trung bình 20 phút, ngồi hít thở, nhắm mắt lại, nở nụ cười thật là tươi, nhẹ nhàng, thư thái, thì mỗi ức chế tâm lý sẽ được rửa bỏ, các căng thẳng nó sẽ tan biến hết, cho nên ký ức nó tăng trưởng, ta điềm tĩnh, do vậy giải quyết đề thi rất nhanh và rất chuẩn xác. Kính chúc mọi tất cả được an lành. Âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.